là đúng không? Tao có chuyện muốn kể mày nghe nè. Hồi sáng cái thằng đó nó mới gọi cho tao luôn á, mà nó tỏ tình cho tao, nó hẹn tao ra cái quán ăn gì đó, nó tỏ tình với tao. Trời ơi, thằng đó vừa nghèo vừa xấu mà còn tỏ tình tao nữa. Mày thấy đúng kỳ không? Trời ơi, gặp tao á. À, mày đợi tao chút. Ôi, giờ này ai đứng giữa trường mà cười vậy trời? À, ai vậy? Ông là ai vậy? Sao cười giọng ghê vậy? Sao tôi gọi không trả lời? Ai ai vậy? Bởi vì ta chính là Zep the Killer. Người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình, và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quay. Yeah, ok. Thì như anh em cũng đã biết là trong tập trước mình đã làm một tập về Slenderman, và mình không ngờ luôn anh em ơi là mình kêu gọi mọi người like cho mình, và chỉ trong vòng 2 ngày mình đã được 10.000 like rồi. Trời ơi, thật là con số kinh khủng mà mình không thể nào tưởng tượng được. Chỉ trong 2 ngày mình đạt được 10.000 like. Oh my god. Rất cảm ơn anh em luôn nha. Và nếu như mà anh em yêu thích video hôm nay nữa, anh em cũng đừng quên like nha. Nhấn nút like nha. Lần này thì 5.000 like thì mình sẽ ra tập tiếp theo nha. Ok. Thì mình vừa sắm được một bộ bàn máy tính anh em. Thì bây giờ mình sẽ chơi game. Vô chơi mini world sinh tồn hay gì đó cũng được. Trời ơi, bàn phím cơ này thấy không? Đó, chuột viết ba cái màn hình luôn em thấy không? Nhớ là like ủng hộ cho mình nha anh em. Đừng quên đăng ký nữa nha. Ủa cái gì vậy? Không. Gì vậy? Giờ này vẫn đi ngủ hả? À quên giờ chưa đi ngủ. Lôi lộn. Giờ này em chơi game có gì không? Bây giờ rồi. Mới có 12 giờ đêm chứ mấy. 12 giờ đêm là cái giờ người ta ngủ. Em biết là sáng mai em đi hồi dậy đi học lúc bấy giờ, lúc 6 giờ á. Em còn 6 tiếng thôi à. Trời, em còn livestream cho mấy bạn xem nữa. Mới đăng ký kênh gì mà. Livestream gì các bạn? Các bạn hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Mr. V đây, các bạn đi ngủ nha. Đi ra coi chơi làm gì mà leo bàn phím người ta vậy? Đạp hư bàn phím sao? Nói chung là đi ngủ sớm đi, mai còn đi học đi làm nữa. Trời ơi, bị biến thành Slenderman mắc mũi đâu mà cứ đòi ngồi xem bàn phím hoài vậy, có nhìn thấy gì không vậy? Thấy chứ, mặc dù là em không có mắc mũi miệng nhưng mà em vẫn thấy đường được mà. Ê, tào lao không à, thôi liệu mà đi ngủ sớm đi, không mai là muộn học. Thôi em không chơi, em chơi game mà sao cứ bắt đi ngủ sớm là sao ta? Thôi thì anh thu lại cái máy tính luôn. Thôi, đi ra ngoài, đi ngủ. Làm gì? Ơi, ỉ làm anh lớn trong nhà cứ đòi tịch thu máy tính của em hoài, cái gì đâu á. Ok anh em ơi, chắc là mình phải đi ngủ đây, và chắc là hẹn anh em là chiều nay nha. Chiều nay lúc 7 giờ mình sẽ livestream trên Nemo cho anh em xem nha. Còn giờ mình phải đi ngủ đây. Trời buồn ghê thiệt. Mới 12 giờ đêm trong game thì mình làm gì căng vậy? Thôi đi ngủ. Ơi mệt quá. Sáng rồi hả? Phong ơi. Ôi, cái gì vậy chết? Sao dậy chưa? Dậy đi, trời ơi, dậy đi học. Trời ơi, dậy gì sáng sớm dậy. Ủa gì vậy? Vậy đây. Ủa đi đâu chạy mà đâu mất tiêu rồi? Vậy đây, đâu rồi? Ủa nó biến mất luôn rồi. Ủa vậy đây, cái gì trời, sao tự nhiên giật mình cái trốn nó rồi? Vậy đây, đâu rồi? Có trốn trong toilet không vậy? Ủa vậy đây. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Đừng giết tôi. Hả? Giết cái gì? Em làm gì mà đâu? Đừng giết tôi, tôi đang ở hình lành mà tôi có làm gì đâu mà chứ. Đừng giết tôi. Lại ba lại. Điên hả? Làm gì vậy? Điên hả? Làm gì vậy? Em có làm gì vịt đâu, vịt sợ. Trong lại. Tôi em là ai? Em là phóng cận nè. Không phải, ông là Zep the Killer, tôi biết rồi. Đọc cái gì? Biết rồi. Zep the Killer. Ủa cái gì vậy? Mình coi. What? Ông chưa xuất hiện vào ban đêm để ông đi sang người, ông giết người này, tôi nhìn mặt ông tôi biết rồi. Trời ơi, cái này em là phong cận nè, tại tối hôm qua em nằm ngủ, cái sáng hôm sau em sẽ biến thành một cái con người khác mà vịt không nhớ hả? Vịt làm cái gì, vịt sợ vậy? Em nè, em là phong cận nè. Em là anh trong cái hình dạng. Kể cả em là phong cận chăng nữa thì em vẫn là Zep the Killer phong cận. Giờ em gần anh lại gần em giết anh thọc. Trời ơi, mặc dù là em đã bị biến thành Zep the Killer nhưng mà là em vẫn còn là thằng phong cận, em sẽ không làm hại anh đâu, làm gì mà sợ vậy? Thôi vô ngồi ăn sáng đi, ăn sáng xong em còn đi học nữa nè. Vô ngồi ăn đi trời. Ăn đi, đồ ăn ngon lắm á, nhiều đồ ăn lắm, ăn đi. Ngon quá. Ủa, ngồi vô ăn anh, sao tiên đứng ngoài vậy? Ăn đi. Cái gì vậy? Nhìn mặt em bộ ghê lắm hả? Nhìn mặt đẹp trai mà. Thì em ăn xong thì anh mới dám ăn chứ, ngu gì ngồi chung vô, lúc em đang cầm dao với em ăn rồi em tiện tay em xiên cái sao?
Trời ơi, em đã nói em lằng phong chứ phải là dép đầu kêu đâu thiệt đâu mà làm gì sợ chứ. Trời, em chỉ là biến cái đi khủng quá trời nói rồi. Lăn đi ăn ăn xong rồi ăn. Trời, thì ăn vừa bát cho. Ok ok. Ngon ngon ăn nè, ăn thì ăn. Rồi làm miếng coca nữa nè. Ngon ngon. Ok rồi, em đi học nha. Trời, bye bye anh. Tạm biệt. Ờ đi nhanh để anh khóa cửa. Đi. À, trời làm gì mà sợ chứ trời, mình bị biến thành dép đầu kêu chứ đâu phải là mình là dép đầu kêu đâu mà làm gì sợ vậy. Ôi, mà nhìn mặt mình cũng đẹp trai chứ đâu phải là xấu gì đâu anh em. Nhìn nè, cười tươi đúng không? Thôi đi học, trời ơi, mệt ghê. Ok, học xong rồi. Dạ, chào thầy, em về ạ. Dạ, bye bye thầy. Trời ơi, hôm nay cả lớp là bắt đầu sao tự nhiên lại chơi trốn tránh ghê luôn anh em. Kiểu mà cả lớp đứng xếp vô hết trong cái hàng bên đây mà trừ mình, cho mình ngồi ở phía giữa. Kiểu mà hình như họ sợ mình hay sao á. Mình không biết là cái ông Zep the Killer này ổng có cái gì đáng sợ mà kiểu mà trong lớp ai cũng sợ ổng hết. Cứ gặp mình cái là kiểu mà né nè, mình cũng thấy mình kiểu mình cảm thấy mình bị lạc loài quá. Trời ơi, nhìn mặt ổng cũng đâu phải là xấu đâu ta, nhìn cười duyên ghê không. Thôi mình phải đi vài mới được. Đi vài đường này mà. Nhưng mà khoan anh em ơi, sao mình cảm thấy mình hơi đói bụng rồi sao á. Đúng rồi, ở gần chỗ này của mình có một cái tiệm KFC, mình nghĩ là mình sẽ đi đến đó để mình ăn gà rán đi. Đây, tiệm KFC đây. Mình sẽ đi đến đó để mình đi ăn gà rán. Trời ơi, cái tiệm KFC đúng bự luôn anh em ơi. Hồ ơi, vô ăn gà rán mới được. Trời ơi, dạo đây là nghe đâu ở đây có khuyến mãi nữa. Đi vô ăn gà rán. Chủ quán gà rán ơi, làm ơn cho em một phần khoai tây chiên với lại một phần đùi gà cáp xơi nha. Dạ, để em đứng em đợi. Để mình lại mình mua thêm lon coca nữa. Lại mua lon coca nè, bỏ tiền vô máy nè. Okay, em vậy. Em có biết rằng là hôm nay anh đã phải để dành tiền nghiêng một tháng rồi á, để anh để mời em đi ăn một bữa KFC chỉnh trọng. Anh muốn nói với em là anh thích em, anh yêu em từ rất lâu rồi. Hôm nay anh mời em đi ăn KFC bằng tiền để dành quả tháng của anh á, để em có cảm thấy cảm động, xúc động không? Em có thương không? Dừng lại đi, ông đừng có nói nữa. Ông nói tôi cảm thấy kiểu không nuốt nổi cái dĩa thịt gà này nữa luôn á. Thật sự luôn á, mà một người mà kiểu quan tâm tôi, yêu thương tôi thì làm gì mà phải để dành một tháng trời mới mua được một cái dĩa gà cho tôi ăn. Nhưng mà đây là tiền mà anh không dám tiêu luôn á, bởi vì ăn trong này cũng mắc lắm, anh chưa được ăn ở đây luôn á. Hôm nay là lần đầu tiên được đi ăn, anh mời em đi ăn cùng á. Một dĩa gà chỉ có bao nhiêu tiền mà mua cũng không nổi, vậy thì làm sao mà kêu tỏ tình rồi làm người yêu với tôi? Anh nhìn lại bản thân anh đi. Nhưng mà anh sẽ dành cho em những cái gì tốt nhất mà. Anh không dành gì cho tôi hết. Nếu mà người mà tốt thật sự với tôi á, là sẽ cho tôi thật là nhiều tiền, dắt tôi đi ăn những món ăn ngon mỗi ngày. Còn ông thì sao? Trời, một tháng mới dắt tôi đi một lần thì lúc đó tôi chết đói à. Giờ em có thể cho anh thêm thời gian để anh phân đấu được không? Thời gian của tôi á là để dành để làm gì? Để đi kiếm chồng, kiếm bạn trai, đại gia, nhà giàu. Chứ không phải là thời gian để chờ đợi một người mà khố rách áo ôm, không có cái gì ở trong tay, sự nghiệp còn chưa có ở đó mà đòi còn có bạn gái. Trời ơi. Trời, cũng thích anh nên là toàn chỉ nhục anh như vậy. Không, nó không phải là chỉ nhục, đó là sự thật. Lúc nào sự thật của xã hội này cũng tàn nhẫn mà anh nên chấp nhận đi. Khi nào anh giàu, anh mặc một bộ vest, anh đi vô cửa hàng này anh ăn, anh dám kêu một món ăn hơn cả 100,000 ra thì lúc đó hãy nói chuyện với tôi. Còn nếu hiện tại bây giờ anh mặc một bộ đồ rách rưới như vậy, người thì mập như con heo thế kia, trời ơi, sao đòi làm bạn gái, bạn trai với nhau? Không có cửa đâu, bích cửa đây. Cuộc sống mà. Anh em ơi, từ nãy giờ mình đứng đây mà mình vừa coi một cái gì đó, một cái vở kịch hay là cái gì đó vậy trời. Tại sao mà cái cô này có thể nói với cái anh này như thế này? Trời ơi, dù anh này anh như thế nào thì cũng không nên mà sỉ nhục người ta thậm tệ vậy chứ. Thì cái cô này quá đáng ghê luôn á. Nhưng mà tại sao mình lại có cảm giác mà khi mà mình xem cái câu chuyện này, mình lại có cái cảm giác mình cảm thấy tức tối cho người của ta. Để mình nghĩ coi, hình như là trước đây mình cũng đã đọc chuyện của Zep the Killer. Hình như là mình nhớ là anh này cũng đã từng tỏ tình bạn gái và bị từ chối, sau đó là còn bị sỉ nhục cách thậm tệ nữa. Hèn gì mình cảm thấy trong người mình tự nhiên sao cảm thấy nó hơi tức, và cảm thấy là hơi, anh này cảm thấy là hơi đáng thương cho anh ta. Còn cái cô gái kia thật là đáng ghét. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ phải trừng trị cho cô ấy một bài học mới được. Rồi tội nghiệp anh này quá. Thôi, mình không ăn gà đâu. Bây giờ mình phải về nhà mình lập kế hoạch để mình trừng trị cho cái cô gái mà khinh người này một bài học mới được. Alo, tao nè. Trời ơi, mày gọi cho tao
là đúng không? Tao có chuyện muốn kể mày nghe nè. Hồi sáng cái thằng đó nó mới gọi cho tao luôn á. Mà nó tỏ tình cho tao, nó hẹn tao ra cái quán ăn gì đó, nó tỏ tình với tao. Trời ơi, thằng đó vừa nghèo vừa xấu mà còn tỏ tình tao nữa. Mày thấy đúng kỳ không? Trời ơi, gặp tao á. Mày đợi tao chút. Ôi, giờ này ai đứng giữa trường mà cười trời. Ai vậy? Ông là ai vậy? Sao cười giọng ghê vậy? Sao tôi gọi không trả lời? Ai vậy? Bởi vì ta chính là Zep the Killer. Đây là đâu vậy? Trời, ghê vậy? Đâu cũng máu hết trơn, chỗ nào cũng là máu hết trơn á. Này, đứng im, tính làm gì? Nè, cái tên kia. Này. Tôi đâu làm gì đâu, đừng giết tôi. Xin trân trọng giới thiệu cho ngươi, ta chính là Zep the Killer, là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt rất là nổi tiếng. Và một khi mà ta đã nhắm đến ai rồi thì người đó chỉ có thể là chết thôi.